Hi, xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã trở lại với channel của Amazing ATM. Mình là Quang Võ và ở video này mình sẽ giới thiệu đến anh chị những công cụ phân tích data on-chain cũng như là những cái lưu ý và cách chúng ta kết hợp chúng làm sao cho hiệu quả nhất. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ nói một cách tổng quan nhất về data on chain. Data on chain thì nó là những cái dữ liệu được ghi nhận lên trên blockchain, và như anh chị cũng đã biết thì blockchain nó hướng đến một cái tính minh bạch, công khai, nên là những cái hành động nào trên mạng lưới blockchain cũng đều được ghi nhận lại. Nên là cái việc mà chúng ta kết hợp sử dụng những cái dữ liệu này nó sẽ giúp chúng ta có được một cái góc nhìn đánh giá trở nên khách quan hơn. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về những cái công cụ phân tích data on chain để giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan nhất về tình hình thị trường. Và sau đó sẽ là những cái công cụ phân tích data on-chain khác chúng ta có thể nhìn sâu hơn ở từng hệ sinh thái. Hai cái công cụ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đó chính là CryptoQuant và ClassNode. Thì trước đây anh Huy Rip cũng đã có một cái video phân tích khá là chi tiết về hai cái dữ liệu này, nên ở đây mình sẽ nói nhanh và cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng hai cái này. Về CryptoQuant thì chúng ta có thể xem được những cái dữ liệu on-chain về Bitcoin nè, Ethereum nè, các đồng stablecoin cũng như là các đồng oncoin, topcoin ở trên thị trường. Và cái danh mục mà mình thường hay sử dụng để mà theo dõi nhiều nhất đó chính là Exchange Reserve. Đối với Exchange Reserve thì về mặt cơ bản nó sẽ mang cái ý nghĩa là khi mà cái lượng dự trữ trên sàn nó có xu hướng giảm đi thì nó cho chúng ta một cái góc nhìn đó là áp lực bán có phần nào có xu hướng giảm và người nhà đầu tư có xu hướng thu mua và nắm giữ trong dài hạn. Ngược lại thì khi mà cái lượng dự trữ trên sàn có xu hướng tăng lên thì nó lại cho chúng ta cảnh báo về áp lực bán có khả năng có gia tăng trong tương lai. Ngoài ra thì tại cái dữ liệu này anh chị có thể xem riêng ở từng loại sàn như là sàn spot nè, sàn derivative nè và các sàn riêng lẻ khác như Binance v.v. Đối với lượng dự trữ trên sàn derivative mà tăng lên thì nó cho chúng ta biết có thể là sẽ có một cái đợt biến động giá khá là cao, bởi vì khi mà người ta chuyển token và coin lên các sàn derivative này họ sẽ có nhu cầu long short, và chính cái việc long short này nó sẽ khiến cho giá có mức biến động cao hơn. Ngoài ra cái dữ liệu mà mình thường hay sử dụng đó là exchange outflow và exchange inflow. Về mặt ý nghĩa thì nó cũng tương tự như là exchange reserve, nhưng nó cho ta một cái góc nhìn nó cận cảnh hơn. Khi mà cái lượng dự trữ trên sàn tăng thì nó cũng cho biết là một cái áp lực bán có thể gia tăng trong tương lai, và những người mà nạp các đồng coin token đó lên trên sàn họ thường sẽ có xu hướng bán, và hai là họ thường ở trong cái tâm lý là sẵn sàng bán nếu như có bất kỳ các tín hiệu nào bất thường trên thị trường. Và ngược lại, khi mà cái dữ liệu exchange outflow tăng lên thì nó cho biết là có một lượng rút ròng ra khỏi thị trường, thì cái điều này cho thấy là cái áp lực bán có phần nào có xu hướng giảm và những nhà đầu tư có sự thu mua trên thị trường hay là rút về ví để nắm giữ trong tương lai dài hạn hơn. Và đó là những cái ý nghĩa cơ bản về mặt cơ bản của cái dữ liệu data on chain này. Tuy nhiên thì theo mình thấy thì cuộc chơi nó sẽ không hề đơn giản như vậy. Một cá voi hay tổ chức khi mà họ muốn bán, ở đây ví dụ là BTC đi, thì mình nghĩ rằng họ sẽ không hoàn toàn muốn bán tất cả ở trên sàn sách, bởi vì một cái lý do đầu tiên đó là có thể bị ảnh hưởng về trượt giá. Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, kéo giá Bitcoin đi xuống trong khi họ chưa hoàn toàn chốt được hết tất cả các số Bitcoin mà họ muốn. Thứ hai là có thể là liên quan đến vấn đề về thuế hay là chi phí của sàn. Nên những cái chỉ số này theo mình thì nó sẽ phản ánh khá đúng hơn ở cái tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi mà họ hoảng sợ hay là họ hưng phấn. Hoặc còn một trường hợp đó chính là các cá voi họ muốn cho bạn thấy như vậy. Bởi vì suy cho cùng những cái dữ liệu data on-chain này mình nghĩ rằng chúng vẫn có thể bị thao túng. Cái cách mà họ thao túng có thể là như sau: các cá voi này họ sẽ gửi dần dần một cái lượng Bitcoin lên trên sàn, và đến một cái thời điểm mà tích lũy đủ nhiều họ sẽ rút một cái lượng Bitcoin này ra đột ngột và gây hiểu lầm cho chúng ta biết là một lượng lớn BTC vừa được thu mua trên thị trường. Tuy nhiên thì cái lượng BTC được rút ròng ra chúng vẫn có thể được bán ở trên các giao dịch OTC, và cái giao dịch OTC này sẽ khó để tác động đến giá trên thị trường. Hay một cái cách mà họ điều khiển thứ hai đó là họ nạp một lượng lớn BTC đột ngột lên trên sàn, và cái điều này có thể khiến cho những nhà đầu tư họ nghĩ rằng có lẽ trong tương lai sắp có một đợt bán mạnh trong thị trường và khiến cho các nhà đầu tư bị rũ bỏ, và sau đó
thì cái giá được thúc đẩy lên, thì cái điều này làm cho tâm lý của những người bị rũ bỏ đó, họ bị mất hàng, họ trở nên FOMO nhiều hơn. Đó là một số góc nhìn khi chúng ta quan sát các dữ liệu on-chain ở trên RypToKuan. Cái thứ hai mình muốn giới thiệu đó chính là ClassNode. Thì ở ClassNode, ở cái phiên bản miễn phí thì nó khá là hạn chế về các dữ liệu. Tuy nhiên thì có một cái khá là hữu ích ở đây, đó chính là mình thấy anh chị vào ClassNode và chọn ở cái phần Insight, thì hàng tuần ở đây sẽ có những cái thống kê về báo cáo dữ liệu on-chain cũng như góc nhìn của các chuyên gia. Thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta đọc và chúng ta tham khảo những cái góc nhìn này và kết hợp với những cái góc nhìn của chúng ta để cho ra một cái đánh giá trở nên khách quan hơn. Vậy thì chúng ta đã đi qua được là dữ liệu về ở trên RypToKuan và ClassNode. Tiếp theo, một cái nền tảng khác mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là The Block Crypto. Ở The Block Crypto thì mình thường hay xem đó chính là một spot, cụ thể hơn đó chính là dữ liệu Cryptocurrency Exchange Volume. Cái dữ liệu này cho chúng ta biết được là cái volume giao dịch ở trên thị trường nó đang diễn ra như thế nào, đặc biệt là ở các giao dịch spot, giao dịch giao ngay. Thì khi nhìn vào cái dữ liệu này, chúng ta có thể phần nào biết được cái mức độ quan tâm của thị trường hiện tại đang ra sao. Nếu như anh chị nhìn vào khoảng 2 năm gần đây, khoảng từ cuối năm 2020 đến 2022, thì nhìn chung cái volume giao dịch ở những cái khoảng thời gian này nó đã lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn 2018 đến đầu 2020. Thì cho chúng ta thấy được thị trường, cái mức độ quan tâm đến cryptocurrency nó đã tăng trưởng lên rất là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta nhìn kỹ hơn ở cái giai đoạn sau cái đợt tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ đến tháng 5 của 2021, nó tăng trưởng, cái volume giao dịch tăng trưởng lên rất là cao. Và sau đó thì ngay cả cái khi mà Bitcoin lập đỉnh mới vào tháng 11 2021 thì cái mức độ volume giao dịch nó cũng đã giảm đi đáng kể, và đến hiện tại cái volume giao dịch vẫn chưa có sự tăng trưởng và phục hồi trở lại tốt. Thì chúng ta có thể có được một cái góc nhìn ở đây, đó chính là cái mức độ quan tâm của thị trường hiện tại dường như nó đang bị chững lại và chưa có cái sự FOMO mạnh mẽ như chúng ta đã từng thấy ở thời gian trước đây. Ở kế bên thì chúng ta có cái dữ liệu là Daily Exchange Volume, và tính trung bình 7 ngày thì cái dữ liệu này nhìn chung nó cũng tương quan với cái dữ liệu hồi nãy mà mình vừa nói, thì chúng ta có thể có những cái đánh giá tương tự. Ngoài ra một cái thứ hai ở trên The Block Crypto đó chính là Stablecoin. Stablecoin thì như anh chị có lẽ cũng đã biết thì nó đóng một cái vai trò khá là quan trọng ở trong thị trường này. Nó là nơi để chúng ta lưu trữ giá trị, hay nó là có thể xem là cái trung gian để mà chúng ta luân chuyển hay là trao đổi và mua các tài sản khác. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể biết được, phần nào biết được đó chính là cái dòng tiền trên thị trường như thế nào. Thì anh chị có thể thấy vào khoảng 2021 đến 2022 thì cái lượng stablecoin ở trên thị trường đã tăng trưởng lên rất là nhiều so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên thì đến khoảng tháng 3 2022 đến hiện tại thì cái số lượng stablecoin này nó đang có dấu hiệu đi ngang, và thậm chí có một số đồng có xu hướng giảm như là USDC. Thì chúng ta có thể có được một cái góc nhìn ở đây, đó chính là cái dòng tiền mới bên ngoài thị trường đổ vào nó không có còn được mạnh mẽ. Tuy nhiên có một cái cũng có thể coi là tích cực hơn, đó chính là dòng tiền cũ ở trong thị trường vẫn không có chảy ra quá nhiều bên ngoài thị trường. Thì đó là những cái data mà mình thường xem ở trên The Block Crypto này. Đồng hành cùng Merger ATM trong video này là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Bạn có thể lưu trữ crypto và NFT trên 50 blockchain, giao dịch crypto trực tiếp trên app và tích lũy điểm thưởng ít cùng nhiều tiện ích khác. Tại Coin98 App ngay hôm nay. Tiếp theo một cái nguồn data on-chain khác đó chính là BitInfoTrack. Thì ở đây chúng ta vào xem ở cái mục là Bitcoin, thì chúng ta có thể xem được các địa chỉ ví đang nắm giữ Bitcoin nhiều nhất trên thị trường. Hiện tại á, thì theo như mình thấy ở đây đó chính là cái ví của sàn Binance. Và cái việc mà chúng ta theo dõi những cái địa chỉ ví lớn như vậy, những cá voi cầm Bitcoin trên thị trường, thì khi mà những cái hành động rục rịch nào đó thì chúng ta có thể đặt ra hai câu hỏi: họ đang làm gì? Họ có phải họ đang dịch chuyển Bitcoin đi để bán OTC hay không? Hay là cái việc mà họ dịch chuyển BTC sang ví khác là cái việc mà họ tách ví ra để đỡ bị dòm ngó hay không? Để thuận tiện cho cái hoạt động bán hay làm gì đó của họ hay không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể xem kỹ hơn về cái biến động
địa chỉ ví của họ như thế nào. Chúng ta nhấn riêng vào từng cái ví đó. Và ở đây thì như anh chị có thể thấy thì tất cả những giao dịch về mua thêm BTC hay là bán ra thì nó đều sẽ hiện ở trong này. Một cái nguồn data on-chain khác mà mình muốn giới thiệu đó chính là Wireless. Đối với Wireless ở trên Twitter thì nó sẽ thường thông báo những cái giao dịch đặc biệt với những cái volume lớn ở trên thị trường, từ địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác, hay là một cái số lượng lớn tài sản này được dịch chuyển lên sàn, hay là từ sàn về, hay thậm chí là bao nhiêu stablecoin, bao nhiêu USDT được min ra thêm. Với những cái dữ liệu vừa rồi, chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về thị trường. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến anh chị những cái dữ liệu khác mà chúng ta có thể nhìn cận cảnh hơn ở từng hệ sinh thái. Khi quan sát các hệ sinh thái thì có lẽ các trình scan không thể nào mà chúng ta bỏ qua được. Ở đây thì mỗi hệ sinh thái sẽ thường có các trình scan, ví dụ như là Ether, Ethereum thì chúng ta sẽ có EtherScan, BNB Chain sẽ có BSC Scan, hay Solana sẽ có SolScan, Avax thì có AvaScan, hay cái mà mình thường dùng để xem cái tình hình hoạt động của cái mạng lưới ra sao đó là Start Avax Network. Với những cái trình scan này á, thì anh chị có thể xem được những cái tình hình hoạt động của cái mạng lưới đó ra sao. Ví dụ như chúng ta có hai cái dữ liệu thường dùng nhất, mình sẽ lấy ví dụ ở đây là EtherScan. Chúng ta vào mục Resource và chọn Chart and Start. Hai cái dữ liệu mình thường dùng đó là Daily Transaction Chart và Daily Active Ethereum Address. Đối với cái dữ liệu Daily Transaction, nó sẽ cho chúng ta biết được cái số lượng giao dịch mỗi ngày trên mạng lưới Ethereum là bao nhiêu, nó đang như thế nào, nó có tăng hay nó giảm, hay là nó di chuyển ngang cho thấy cái tín hiệu là bão hòa. Còn đối với cái dữ liệu là Active Ethereum Address, nó cho chúng ta biết được là các địa chỉ đang hoạt động trên mạng lưới Ethereum nó đang ra sao. Thì cũng tương tự như vậy, nếu như cái dữ liệu này có xu hướng tăng trưởng thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào hệ sinh thái Ethereum đang thu hút được sự chú ý trên thị trường. Hay là như cái trang start.avax.network thì chúng ta cũng có thể xem được các dữ liệu tương tự, số lượng giao dịch mỗi ngày nè, hay là cái số lượng địa chỉ hoạt động mỗi ngày trên cái blockchain này. Ngoài ra, ở trên các trình scan có một cái hay khá là thú vị, đó chính là chúng ta xem được những cái tài sản nào đang nằm trên hệ sinh thái. Như mình hồi nãy mình có nói thì stablecoin nó đóng một vai trò khá là quan trọng ở trong cái thị trường này. Thì chúng ta có thể xem xét được cái dữ liệu số lượng stablecoin đang trên mạng lưới đó nó đang như thế nào. Nếu như nó tăng trưởng thì chúng ta có thể có được một góc nhìn và chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi và có cái sự chú ý nhiều hơn để có thể đón đầu được cái dòng tiền trước khi dòng tiền đổ xô mạnh vào cái hệ sinh thái đó. Thì chúng ta vào mục token và chọn ERC top token. Ở đây thì như anh chị có thể thấy có USDT nè, thì chúng ta hãy nhìn qua cái dữ liệu là on-chain market cap. Thì on-chain market cap ở đây là cái tổng vốn hóa của cái đồng coin đó nằm ở trên cái mạng lưới Ethereum. Thì nếu như cái dữ liệu này có rục rịch gì, nó tăng trưởng lên, thì chúng ta cũng có thể đặt cái sự chú ý hơn ở cái mạng lưới này. Hay là nếu như cái số lượng này mà nó giảm đi, thì chúng ta cũng có thể đặt ra một câu hỏi là có phải dòng tiền đang được rút ra khỏi cái hệ sinh thái này hay không. Ngoài ra thì đối với các trình scan này, chúng ta còn có thể theo dõi thêm một cái địa chỉ ví bất kỳ về cái hoạt động của họ đang diễn ra ra sao. Hay là chúng ta có thể xem cái token của một dự án đang được ai nắm giữ. Và còn nhiều cái mà chúng ta có thể xem nữa. Và mình nghĩ rằng ở đây mình sẽ dành ra một video khác để nói riêng ở cái chủ đề này. Ngoài ra thì một công cụ khác mà để chúng ta có thể theo dõi có một cái góc nhìn về dòng tiền ở trên hệ sinh thái không thể không kể đến, đó chính là DeFi Llama. Đối với DeFi Llama, họ ở đây họ sẽ cho chúng ta thấy cái dữ liệu về TVL. TVL hiểu cơ bản đó chính là tổng tất cả các tài sản đang nằm ở trên các ứng dụng DeFi của một hệ sinh thái. Thì khi mà cái dữ liệu TVL tăng thì có thể cho chúng ta được góc nhìn đó chính là dòng tiền đang có xu hướng đổ vào cái hệ sinh thái đó. Hoặc nếu như cái TVL có xu hướng giảm thì cũng phần nào cho thấy được dòng tiền đang có xu hướng rút ra khỏi cái hệ sinh thái đó. Tuy nhiên thì đối với mình nghĩ rằng việc chúng ta theo dõi cái TVL một cách độc lập như vậy nó có thể sẽ không có được một cái góc nhìn khách quan. Do đó thì khi mà mình nhìn vào các dữ liệu on-chain này, mình thường kết hợp với các data on-chain khác cũng như
các yếu tố khác. Ở đây mình lấy ví dụ, nếu như giá một đồng coin của một nền tảng tăng và TVL của cái hệ sinh thái đó nó có sự tăng trưởng tương ứng, thì chưa hẳn hệ sinh thái này đã đón nhận được một cái dòng tiền tốt. Bởi vì khi mà cái giá đồng coin đó ở bên ngoài thị trường tăng, thì các nhà đầu tư sẽ có xu hướng vào hệ sinh thái đó mua cái đồng coin đó và bán bên ngoài thị trường. Chẳng hạn như giá một đồng coin tăng cộng TVL tăng tương ứng, thì chưa hẳn là cái hệ sinh thái đó đón nhận được một cái dòng tiền thực sự. Ví dụ, nếu một đồng coin nền tảng ở bên ngoài thị trường tăng, thì những nhà đầu tư có xu hướng đi vào cái hệ sinh thái đó để mua cái đồng coin và bán bên ngoài thị trường để ăn phần chênh lệch giá, thay vì cái dòng tiền đó đi vào hệ sinh thái và tìm kiếm các cơ hội đổ vào các dự án khác để tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận. Thứ hai thì chúng ta kết hợp các dữ liệu như là giá, TVL và Daily Transaction. Thì nếu như giá của một tài sản ở trên hệ sinh thái đó có xu hướng giảm và TVL cũng có xu hướng giảm theo, và đồng thời Daily Transaction, tức là giao dịch, số lượng giao dịch mỗi ngày có xu hướng tăng lên, thì có một cái góc nhìn ở đây, đó chính là có thể rằng dấu hiệu của việc dòng tiền được chảy ra ngoài hệ sinh thái và ngược lại. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về các công cụ phân tích data on-chain, cũng như là những góc nhìn và những lưu ý làm sao để chúng ta kết hợp được những cái dữ liệu này trở nên khách quan nhất. Nếu anh chị thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like và subscribe cho channel Margin ATM nhé. Chào anh chị.